Đời sống miệt thứ, bạn có còn nhớ? Ở miệt thứ có một loại cây hiện diện ở khắp nơi. Chúng mọc hoang ở ven đường, trong vườn nhà và nhất là ven sông. Đó chính là cây ổi sẻ. Cây ổi sẻ cho trái rất là nhỏ, nhiều trái chỉ bé tí bằng đầu ngón tay. Quả lớn thì bằng đầu ngón chân cái, nhưng có hương thơm rất là đặc trưng. Khi chín thì quả ổi sẽ già, màu xanh đậm chuyển sang màu vàng nhạt và căng bóng. Ổi rất là thơm, ai mà hít hà hương ổi này thì sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Hương ổi cứ thoang thoảng khắp cả vườn, dịu dịu thôi, nhưng đủ làm nức lòng không biết bao nhiêu đứa trẻ ở miền quê như chúng tôi. Khi ăn thì quả ổi sẽ chín thường có vị chua chua ngọt ngọt. Ngày xưa thì các chị hay lựa hái lá ổi và vài hoa ổi trắng, nấu kèm với ít lá xạ, lấy nước để gội đầu. Chỉ đơn giản vậy thôi mà mái tóc dài của các dì các mẹ cứ vấn vít mãi mùi thơm nồng nàn tao nhã. Bị hư rồi. Hư hết trơn rồi. Do không ăn nên hư hết trơn rồi mọi người ạ. Tiếc ghê sợ. Hư nè. Hư luôn. À, thiệt là tiếc quá. Hư rồi. Hư hết trơn rồi. Dạ hư hết trơn, nó chín mà nó hư hết trơn rồi. Em vô trễ. Dạ. Mấy trái này nè, chắc còn ăn. À, trái này cũng hư luôn rồi. Tiếc quá, trời ơi. Rớt nhóc hết trơn mọi người. Hư hết rồi. Cái này là ăn được rồi nè. Hư. Hư rồi. Mềm mềm ở đây coi. Ăn được phần này. Rồi rớt luôn. Đây, đây là chín. Đây, nhưng mà mềm đây rồi. Mềm là hư rồi. Hư chưa? Đây, ăn thử nha. Một bên này là đã bị hư rồi. Ngọt. Ôi hư, trái trên kia hư rồi. Ừ, còn bên này là ăn được. Vô sớm hơn là ăn nhiều rồi. Ôi, bye bye. Ăn không, ăn không, ăn không? Không ai ăn hết trơn hả? Ở đâu cái này ơi? Ở cái này. Ăn không? Ăn không? Trời ơi, lấy trái bự nhất không mày? Trời ơi, không à. Trời không à. Nè, ăn trái nhỏ nè. Trái nhỏ nè. Trái bự đó, trái bị nó bị hư phân nửa rồi.
ngon không? Ngon không? Ồ, được. Quay nha, quay nha. La rồi không ngon thì ngon.